quý, chúng tôi là công ty cổ phần điện tử Đại Liên Khách và nhân vật chính trong video ngày hôm nay của chúng ta chính là mẫu loa D13. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những cái thông tin cực kỳ cơ bản về mẫu loa này nhé. Sáng nhưng vẫn gây áp lực cho người nghe. Với công suất là 1100W, trở kháng 8 ohm, cùng với đáp tần là từ 125Hz đến 18.000Hz, thì D13 được kỳ vọng sẽ tiếp nối D10, D12 gây sốt trên thị trường trong thời gian tới. Và đó là một số những cái thông tin cực kỳ cơ bản về mẫu loa D13. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Đừng quên like, share và chúng tôi sẽ có một series dài tập giới thiệu kỹ hơn về mẫu loa D13 này. Quý vị nhớ đón xem nhé.